21 ạ. Trong thành phần của một số dầu để pha sơn thì có ester của glycerol với các axit không no. Là nó bắt buộc là phải có ester của hàng này. Có thể tạo tối đa bao nhiêu triester khác nhau của glycerol với các gốc axit chính? Được chưa? Có thể tạo tối đa bao nhiêu triester khác nhau của glycerol với các gốc của axit chính? Thế thì câu 21 này, ta sẽ có đặt cái gốc oleic acid là 1, linoleic acid là 2. Đúng chưa? Vậy nó phải có đầy đủ cả hai gốc này đúng không ạ? 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 là bị trùng. 2 là thằng số 2. 2 2 1 2 1 2. Ok chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta nó phải là có 4 nhá. Đáp án A.